Ủa thế rồi hai người đó làm sao mà biết được số của chị? À, thì không có biết số điện thoại chị, mà cũng như là nắm địa chỉ chị ở ấp nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào vậy đó. Dạ dạ. Cái nắm lên lên cũng như lên như cưng vậy đó. Dạ dạ. Rồi cái mới tìm xuống xuống mà tìm ngay nhà của ông ngoại nó dưới chỗ cái đường nãy kinh chạy vô đó. Ở nay chạy vô đó. Rồi mấy kêu xe ôm chạy đi chở đưa lên đây. À vậy lên ha. Lên nó đang vô bao thơ cho nó 1 triệu với đi một bọc quà cũng lớn lắm mà vô vô thì mới nào vô thì nói gì nè. À, thì anh với chị đó mới có coi trên YouTube vậy đó, coi cũng nhiều lần vậy đó, rồi thấy đi xuống mà không có lên chương trình của Thành Nguyên, đi tắt ngang vậy đó. Miễn như với điều kiện mà miễn muốn gả thì anh với chị đó phải lên tới Thành Nguyên đàng hoàng, anh cho mà ra gạn mặt vợ cho mà anh với chị này viết cho Trang. Yeah. Cũng như có nói vậy đó, cái vô đem tiền theo là như là mình bán con mình nha. À, đem theo 40 triệu, chị với anh chịu thì tôi nạp tài liền 40 triệu. À, tôi cho bé nó 2 cây vàng. Cái chị cũng nói là không, chị không thẳng từ từ đi chị, đừng có ngày một ngày hai không có được. Đó. Rồi đi ra ngoài này sáng này xanh đỏ tím vàng. Tốt đẹp. Kính thưa quý vị thân mến, thì Thành Nguyên vừa mới đi vào thăm nhà anh Vũ sau khi mà chị Hồng, mẹ của em Trang giới thiệu cho Thành Nguyên qua bên này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên nhà của chị Hồng chút xíu nào. Rồi, nhà chị cách đây có mấy căn ha? Thổi xong nhỏ quét nó chút xíu à. À vậy ha. Đó bé Trang nó đứng ở cửa đó. À cái bé Trang đang đứng mặc áo đen đứng xa xa đầu kia đó hả? À đây Thành Nguyên chung lại cái gọi. Tính ra lại đầu kia cũng khoảng hơn 100 mét. Rồi đi. Cảnh quê đây cũng yên bình hay gì ha? Yên bình, cũng như ở đây thì nó cũng sớm điện, cũng thân thích lắm. Dạ. Thế rồi công việc của chị Hồng bình thường là làm gì? Hả? Công việc bình thường của chị là làm gì? À, thì chị làm ruộng nè. Rồi chị cũng làm lặt vặt 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 tùm lum la đó, rồi chị đi nấu đám nè. Chồng chị thì chạy xe ôm. À vậy ha. Chồng chị thì chạy xe ôm. Dạ. Chị cũng đi nấu đám vòng vòng mà đây nè, ai kêu thì chị cũng đi nấu vậy đó. À, chồng là chạy xe ôm à? À, chồng là chạy xe ôm. Bé Trang thì ở nhà vậy đó, rồi giữ cháu nội cho mấy đứa con nó đi làm vậy đó. Dạ. Cái hoàn cảnh này thấy cũng thương ha? Thương lắm, thương thấy lắm. Thấy cha mẹ có cái túp lều tranh không à, chứ đâu có gì đâu. Thì cũng nghèo đáng thương lắm, Thành Nguyên nghèo lắm. Bởi nên chị thấy cũng không có ai mà lo cho nó được hết trơn á. Dạ. Đi sớm viện thì cũng cho 100, 200 vậy đó, giúp đỡ thôi chứ đâu ai mà tiền đâu mà cho nhiều hoài. Dạ. Thì thấy nó thì như vậy thì mình cũng đáng thương á. Thì mới điện cho Thành Nguyên. Ừ. Rồi thì cho em hỏi này, mấy lâu nay tình hình sức khỏe của em Trang sao? Thì cũng có nhiều người điện hỏi qua này kia hoài à, cũng như chưa đi, cũng thẳng từ từ đi. Cũng thẳng à. Thế là mấy người mà lên bày tỏ với em Trang trên kênh của Thành Nguyên thì sao rồi? Thì cũng có điện chị Hoài đó, cái cũng như giờ đang mẹ của Hữu Nhân là điện chị Hoài, mới điện nãy nữa nè. Ừ. Có điện hồi sáng nữa nè. À mẹ của em Nhân đó hả? À mẹ em Nhân kìa, nó ngót ngót từng kìa, nó biết kìa. Hello. À, hình như vẫn nhớ em hả? Nhớ. Nhớ chứ đúng không? Nhớ chứ, biết đó. Chào Trang. Chào Trang, chào. Trang ơi, Trang chạy mau vào rồi. Chị với nó hồi nãy là đi mua cháu với đi trà gạo mà còn có 2-3 đứa ở ngoài. Ờ, vậy hả? Đây, đây là cửa nhà đây. Chúng ta sẽ đi vào thăm Trang xem sao. Đi vô đi cắt mắm tét ra cho Thành Nguyên chứ làm trà đá. Trang ơi, Trang. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Nhưng ai không? Khỏe. Ai đây? Ai đây? Thành Nguyên. Mất Nguyên.
Đi ngồi đây nghỉ thì chị đi vô làm nước chứ cắt bánh tét rồi ta cho. Dạ. Chị gửi cho đồng bánh tét dạ. Còn bánh tét hả? Nhà làm luôn hả chị? Chị làm mà nhưng chị làm chị. Điện là làm bán hả hay là sao? Hả? Làm bán hả? Không có, chị làm cho ông dâu chị nó muốn ăn á chị làm cho nó ăn. À vậy ha. Dạ dạ, nhà rộng ha. Để Thành Nguyên đi tham quan vòng coi. Ừ, nhà rộng quá. Đây trong này có một phòng này. Phòng này. Phòng của ai đây? Phòng này phòng. Phòng Trang đấy hả? Dạ. Ờ. Phải con chị vậy mà chị để tệ bạc. Chỗ nó là Trang nghiêm nào anh chứng nhiêu không? Đâu nào, Trang đang đi vào giới thiệu cho anh xem nha nào. À, phòng Trang đây ha. À, cũng còn gà ngăn nắp đấy chứ. Trên này nơi này có vị cũng nhiều phòng chứ. Mà lấy hai cái ly trên tủ đó là cho cái đất ở miền Tây mình rộng hết gì ha. Đây là dân bếp. Dạ. Hầu như Thành Viên thấy ở miền Tây mình như vậy là cũng ok rồi. Dạ. Để Thành Viên quay khúc ngoài này cho quý vị xem nào. Xem nhà em Trang sao nào. Nhà của trước đó thì Thành Nguyên tới thăm nhà của em xong rồi. Thì hôm nay là tới nhà em Trang. Thì xung quanh đây thì đa phần là người ta trồng chuối. Trồng chuối là nhiều. Đây hình như là phục khách này. Đây là con trai của chị đây nha quý vị nhé. Con trai của chị Hồng đây. Hình như là có hai người con trai à? Thành Nguyên tắt cái đèn cho nó đỡ chói. Đó. Hello. Đây bà xã Thành Nguyên. Hình như nhà làm lúa hay sao ha? Chị ở đây là cái túi này là lúa không đấy hả? Cái bao này lúa không hả? Chị mua trấu gì chị trộn. Trấu hả? Ừ. Rồi mấy cái ống đó thì chị lắp cái mương này nè. Cái mương dài này là của chị nè, chị lắp ra dài ra sao. Là để làm thoát nước hả? Làm ống thoát nước á, mà chị lắp để cho nó rộng á. Dạ. Rồi em bánh đi. Em thấy có hai cái hình cưới đó là hai đứa con trai của chị hả? Trai thứ ba chị với trai út á, mình sát ổ điện trai thứ ba bên đó. Vậy ha. Vậy là nhà là có ba anh em. Ba anh em. Ba anh thì em Trang là thứ hai. Mỗi Trang là con gái rượu đó hả? Rồi coi ngồi ngồi. Dạ đi, dạ. Ngồi đi ngồi uống hết gì cho nó. Đây nha quý vị nha. Qua đây thì chị Hồng mời bánh tét này. Bé chị gói đó. Bánh tét ăn chị thử là thưởng nước cho đây rồi. Hồi chị gửi cho đoàn về quảng cáo. Quảng cáo cho chị đó. Nhưng là chị ai có đặt làm thì chị cũng vẫn làm. Vậy hả? Còn này chị làm ăn. Dạ. Rồi hai em dùng với chị đi. Dạ dạ. Trang ơi. Nó làm nước, nó đang làm nước. Đang làm nước hả? Nó tính ra cái gì cũng biết làm đấy chứ. Chị biết chứ. Có cái là nói hơi ấy thôi đúng không? Thì cũng như tất cả là cơm nước rồi này kia công chiều là nó nấu hết trơn rồi đó. Nấu cơm nó làm cho thằng em nó ngồi nó đi làm công ty nè, nó đi làm cả đêm. Còn con vợ nó thì đi làm cả ngày mà mấy ngày con vợ đi về bên ngoại nó chơi rồi. Cũng gần đây nè, chị Xu cũng ở gần đây. Dạ. Chị cũng thoải mái lắm người Nguyên ơi. Chứ tỉ như nó nói mẹ con về bên mẹ con chơi thì về hai có nói với nhỏ cháu nội thì đi về ngoài chơi mấy gà. Dạ. Rồi bây giờ cho em hỏi là cái chuyện cũ xíu này. Rồi hồi trước mà em Nhân với mẹ có tới chỗ Thành Nguyên á. Thì sau khi mà bày tỏ tới như vậy rồi bây giờ hai gia đình vẫn đang nói chuyện. Thì mẹ của Nhân nó cũng có nói chuyện với chị Hoài à, mới nói chuyện hồi sáng nữa nè. Dạ. Thế là cũng có nói chuyện cũng như cũng hỏi thăm rồi này kia vậy đó.
Chị cũng bận, chị nói chị đang buôn quán này, nói gì cái gì cũng nắng từ từ đi chị, để chị đi lấy hình cưới của nó với hình nấu rồi của nó này cho con. Hình cưới của Trang trước đấy hả? Ừ. À vậy hả? Vâng. Rồi em cũng đang tò mò đấy. Hôm nay nhìn Trang đẹp hơn Trang, hôm nay nhìn tươi ha. Mày không biết làm nước gì đây, hình như là không phải đâu, trà ở chắc đúng rồi, trà, nước trà. Nhìn nhanh nhẹn. Đây Thành Nguyên mời cả nhà nha. Đây nhà hình của nó hình cưới đấy ha chị ha. Cái này là của thằng này là anh em đó. Dạ. Hai chồng đó. Đây ha. Nói với chồng nó chặt này. Chắc là để em đưa ra ngoài sáng này em nhìn cho rõ coi. Đẹp lắm chứ, nó lên cô dâu nó đẹp lắm. Nó thấy nè, thấy nó nhìn nó không ra hả? Đúng này, này. Lên cô dâu là rất là đẹp, ai cũng thương hết. Cái này nó cô có mấy tấm này thế hả chị? Nhiều lắm. Nhiều hả? Trước này nữa hả? Nhiều lắm đây nè, cũng như là cái này là nè, nó đứng nó chụp về. Để cho em xem từ đầu này coi. Nhiều cái nguyên cuốn này luôn hả? Nguyên cuốn rồi, cuốn bên kia bên chồng nó giữ nguyên cuốn, nó cũng như là ông xã chị nè, rồi ông về chồng, bà về chồng. Đây nha quý vị nha. Đây là cái hình cưới của em Trang cách đây mấy năm hả chị? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Đây. Bây giờ nhìn hình cưới với nhìn ngoài nhìn không ra luôn. Đẹp với chứ? Đẹp lắm, nó lên cô dâu nhìn nó đẹp lắm, nó sửa sạn lên rồi nhìn nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn cũng tươi mà. Hồi đó nhìn cái này là bên chồng nó mới qua nè. Dạ dạ. Làm lễ đó là như hai ông xui rồi làm lễ đó. Hai ông xui nè. Nhìn cái tấm nó mới dễ thương là mới gì nó rút nữa. Mà nó nhìn nó là khác lắm nè, đâu có giống nè. Chị nói thật sự, chị nói nó có chồng, chị đâu có giấu gì gì. Mình cái gì, mình sự thật là Thành Nguyên chứ mình đừng giả giấu thì nữa rồi. Rồi ok, nói chung là Thành Nguyên xem những cái tấm này thì Thành Nguyên cũng thấy rồi. Dạ. Chị rõ ràng chứ. Là đi video test. Trang làm gì vậy? Trang ơi! Làm gì vậy? Thấy không vậy không? Đúng. Thấy không? Thấy bấm mũi kìa. Thấy không? Quá trời. Sao Trang? Làm móng giò à? Làm móng giò à? Đây nha quý vị nha. Em Trang em đưa cái giò này ra này. Không biết khoe gì đây để hỏi. Cái này là cái gì? Này là cái gì? Đạp. Làm móng giò à? Bắp giò. Làm bắp giò hả? Móng giò à? Bắp giò. Bắp giò, móng giò. Đây, làm cho anh cái coi. Thiệt mà. Đây, làm giùm anh cái coi. Được không? Cũng làm được không? Được mà. Đây. Không. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sơn đi lấy đầu sơn cho thằng Nguyên đi. Lấy nước trên màu đó sơn cho thằng Nguyên cái nào. Cái nào cũng được. Cái nào cũng được chứ. Sơn cho thằng Nguyên đi. Màu hồng luôn hả? Cho thằng Nguyên đi. Dạ. Em quay sang bên này này, em quay gần qua bên này này. Đấy, bóng lùn luôn nha quý vị nha, thấy chưa. Màu hồng mới chịu. Cái gì mà xanh đỏ tím vàng vậy? Rồi, cho thằng Nguyên năm màu đó nè. Ngủ chốc cho thằng.
ghê ta. Đi ra ngoài này sáng này. Đi đi đi. Đi, cầm đi. Đó. Rồi đi ra ngoài này sáng này. Xanh đỏ tím vàng. Tốt đẹp. Bị trung tay không? Bụp tích thôi, không đẹp. Hả? Cái này màu quá đẹp. À, cái màu này đẹp hay là không đẹp? Đẹp hay là không đẹp? Còn cáo đẹp. Còn cái móng này này, cái móng này là biết bị gì không? Nó là bị hả? Nó bị dập vào cho nên là bây giờ nó tụ máu lại này. Bây giờ làm sao cho nó mất coi. Dạ, chấp kìa bé chút chuột, dạ nó bút chuột ra. Ủa? Đó thì bé không xuồng. Chíp thì chút chuột, bé không xuồng. Nè, giờ sơn thì cho anh thành viên lắp luôn. Mình sơn cho che đi. Lắp luôn. Ừ, màu đó thì cho lắp luôn. Cô lắp được không? Lắp được không? Lắp luôn, lắp luôn. Màu hồng nam tính ha. Dạ, okay. Yeah, chào chú. Dạ, dạ, dạ. Ủa rồi anh đi chứ chú vậy, bốn mấy tuổi rồi, ảnh năm mấy cái gì. À, thế rồi anh mới đi đâu về hả? Đi ruộng. À, đi ruộng hả? Tưởng là đi xe. Anh có chạy xe mà, nhưng mà ảnh chạy xe ôm, có khách thì gọi ảnh mới đi, cũng như ảnh đi... Phải nhảy nữa hả? Phải thử tay nghề chứ. Rồi, nó sơn thành viên màu khác nữa là chết. Bây giờ là màu khác nữa nha quý vị nha. Rồi hồi... Ở đẳng rồi, ở đẳng rồi, hồi nó lại đây chơi chút xíu rồi, chừng nào gì thì điểm mấy đứa kia đưa ra gì vậy? Ghê ta. Trời. Thành viên tối nay đi về lên vũ đạo cho. Đây là màu xanh bộ đội nha quý vị nha. Đấy. Màu xanh quân đội chứ. Rồi bây giờ tới màu gì? Này màu trắng nè, màu trắng nè. Đó, đúng rồi. Rồi có màu đen không? Hả? Cha? Có màu đen không? Đủ màu luôn á. Kinh thưa các kiểu. Chết rồi, thằng Nguyên nó này chết rồi. Làm rất là nhanh nha quý vị nha. Nghề mà. Nghề của người ta mà. Cấp Tết là ngày kiếm ngày trăm ngoài 200 ngàn. Ờ vậy hả? Làm mặt nữa. À, làm mặt mà... cũng như nó ai lại làm bách xa mặt rồi này kia, cạo lông mặt rồi này kia vậy đó, uống tóc thì nó không biết thiệt. À vậy hả? Cũng như nó làm vậy thì tính nó... ra đâu có ngồi không đâu, vẫn làm ra tiền đấy chứ. Làm ra tiền mà, nhưng mà nhà cửa rồi biết làm hết tất cả. À. Không có đến nỗi mà ngồi đổi không. Chỉ nói hơi khó khăn chiều thôi. Ừ. Rồi, trời, yeah. trời. Chết thành viên nữa này. Chỉ có cái ngón này là chưa có che được nha quý vị nha. Bởi vì... nó cho mới có một nước thay nước là lắp đó. Anh bình thường là đi xe ôm hả? Chạy xe ôm. Dạ, nhưng mà cũng có làm vườn nữa đúng không? Vườn là vườn mình hả? Làm ruộng, làm ruộng mà không có vườn. À, làm vườn. Chỉ được 6 con ruộng à.
À 6 công ruộng. Ừ. Là làm lúa không? Lúa không à. Ừ. Thì người làm chút vậy đó, rồi ảnh thì cũng chạy xe ôm, rồi mấy đứa con thì đi làm công ty. Dạ. Hai vợ chồng của thằng cháu thì đi làm công ty. Dạ. Trang Trang, cái Quang ngồi đây này. Chạy rồi. Thế rồi cái hôm mà hai mẹ con đi lên chương trình của em để kết nối, không biết anh đã xem chưa? Anh chưa thấy. Chưa thấy luôn hả? Đi dùng cái trò ảnh này. Ồ vậy hả? Ừ. Nước đi em ơi. Cái chai xài này là chai xòi giường của chị nè, chai xài chị mới để hôm qua đó. Dạ. Rồi chị gửi cho chai xòi với đồng bánh tráng. Thế rồi tới hôm nay anh đã biết chuyện chưa? Thì có cái người đó để nói cho Thành Nguyên nghe nè. Dạ. Thì ông cái bà đó bà không có lên YouTube. À, vậy hả? Bà thấy cái địa chỉ của chị đó là bà nắm cái địa chỉ đó, bà có xuống hai vợ chồng ở trên thành phố á. Ừ. Đi xuống đây mà điện chị cũng nhiều lần lắm rồi, rồi ảnh thấy xa xôi quá rồi thôi không muốn gả nó xa quá đó. Ừ. Rồi thấy sợ rồi tội nghiệp nó xa rồi không biết người ta có gì không, bên chồng này thì nó cũng nó, mấy người chị chồng cũng hăng hiếp đó đó. Ừ. Rồi ảnh không có muốn gả nữa thì cũng từ người kia cũng điện chị nhiều lần lắm mà không có gả, có xuống tới nhà chị rồi đó. À, mua là, quà đồ này kia là xuống. Anh chị không muốn gả Trang đi nữa hả? À, thì anh với chị thì cũng như là thấy nó gì tội nghiệp rồi gả xa quá đó thì thấy tội nghiệp quá. À, đi gần gần thì được sao à, của người ta ấy này kia nọ mỗi lần đi thăm cũng cần hai gần gần đây được sao quá. Dạ nếu mà gần gần thì được. Ừ. Ừ. Ủa thế rồi hai người đó làm sao mà biết được số của chị? À, thì không có biết số điện thoại chị mà cũng như là nắm địa chỉ chị ở ấp nào xã nào huyện nào tỉnh nào vậy đó. Dạ dạ. Cái nắm lên cũng như lên như cưng vậy đó. Dạ dạ. Rồi cái mới tìm xuống mà tìm ngay nhà của ông ngoại nó dưới chỗ cái đường nãy kinh chạy vô đó. Ừ. Rồi mấy kêu xe ôm chạy đi chở đưa lên đây. À vậy lên nó đang vô bao thơ cho nó 1 triệu với đi một bọc quà cũng lớn lắm mà vô thì mới nào vô thì nói gì nè. À, thì anh với chị nó mới có coi trên YouTube vậy đó, coi cũng nhiều lần vậy đó rồi thấy đi xuống mà không có lên chương trình của Thành Nguyên, đi tắt ngang vậy đó. Miễn như với điều kiện mà miễn muốn gả thì anh với chị đó phải lên tới Thành Nguyên đàng hoàng ăn cho ra gạn mặt vợ cho mà anh với chị này với cho Trang. Yeah. Cũng như có nói vậy đó, cái vô đem tiền theo lặng như là mình bán con mình nha. Đem theo 40 triệu, chị với anh chịu thì tôi nạp tài liền 40 triệu. Tôi cho bé nó 2 cây vàng. Ừ. Cái chị cũng nói là không chị không thẳng từ từ đi chị, đừng ngày 1 ngày 2 không có được, mới mà giỏi quá thì chị cũng sợ cái lúc đó bên chồng trước nó cũng vậy đó. Dạ. Cái chị mới nói không chị ơi không thẳng từ từ đi, cái thì anh xã chị nè cũng đưa ảnh với chị đó cũng có xe 4 chỗ xe 7 chỗ nữa nha, rồi đi lên vô hồi nãy là đậu cũng như ngoại vậy đó. Cái ông xã chị mới đưa tống hai vợ chồng nó đưa về ngoại. Đưa về tới ngoài thì chị bữa đó chị đi công chuyện về tới nhà 3 giờ rưỡi, về tới nhà tới 5 giờ, lần là 3 giờ rưỡi anh với chị đó tới đây rồi nè. Mà đợi chị tới 5 giờ, năm mấy chị mới về cái bắt đầu mới nói chuyện anh với chị giờ này là vậy đó. Nói đi về cái đâu mấy bữa sau ảnh với chị mới điện xuống nữa. Nói thay vì giúp đỡ anh với chị vậy thì cũng quá ít thôi, giờ tiếp cho chị 60 triệu cho nó 3 cây vàng. Chị cũng nói không, nó nắng từ từ đi chứ gì mà gấp vội quá, mà cái thằng đó nó nói chuyện không có được. Ừ. Mà mình thì mình cũng chưa biết cái thằng đó ra sao nữa, thì với điều kiện ảnh với chị nói thôi. Ừ. Rồi mình thì mình cũng chưa có thấy sự thật là cái gì. Rồi thế là hôm đó đi xuống đây là có hai vợ chồng đi thôi chứ đi không có đi chơi đi cũng mang đi con tắt đi. Đó, chứ không có đi qua chương trình đó, đi tắt không dạ. Tắt xuống tìm tới nhà chị nè. Nhưng mà như vậy là chị không có thích hả? Cũng như mình không có thích cái mấy người mà chị thì cũng như chị nói chuyện rồi này kia thì mình cũng biết gia đình giàu có lắm đó, mà nhưng mà chị thì chị không phải là nói như vậy, không lẽ mình bán con mình ngày 1 ngày 2 rồi về chở người biết ra sao. Yeah. Chị với anh thì cũng không phải là ham tiền gì mà để làm như vậy. Yeah. Chị cũng thừa khả năng nuôi con chị được mà. Yeah. Chị mới nói không thắng từ từ đi chị ơi, cái chỉ điện hoài cái hôm đó nay chị nó nói cũng chặn mấy cuộc gọi hết, không có cho chị điện hoài. Như chị xuống đây chị cũng xin số điện thoại gì đó này kia vậy đó, rồi chị cũng cho vậy đó, rồi về tránh điện hoài nói này nói nọ hoài. Chị thấy cô trương quá, chị thì cũng nghèo mà gặp gia đình tao quá giàu đi. Dạ. Không lẽ chị ham tiền mà để chị đưa con chị vô biết ra sao. Ừ. Chứ xa quá chị cũng không biết ra sao nữa. Nó năm nay cũng có mời chị lên nhà chơi. Dạ. Nhưng mà ở Sài Gòn hả chị? Ở Sài Gòn. Ừ. Chị nói chị ở quận Bình Thạnh hay gì. Dạ. Có nghĩa rằng là hai vợ chồng hôm đó là đi xuống đây để hỏi thăm thôi, nhưng mà cũng không có đưa con đi, thành ra là anh chỉ ở nhà đây cũng đâu biết con người ta sao đâu ha. Ừ.
cho nó quýnh đập này kia nọ rồi. Sợ không biết cái thằng này nó nói chuyện không được, mà không biết nó có bị bệnh tâm thần gì không, không biết. Ông với bà thì nói gì nè, nó hồi lúc xưa thì nó nói chuyện được, 5-6 tuổi nó nói chuyện được. Cái tự nhiên cái cánh cửa ngã đập vô cái đầu nó rồi nó chấn thương xương sọ não gì đó rồi nó nói không được luôn. Rồi ảnh với chị cứ mà nói hoài rồi mình không biết nó chấn thương sọ não gì, không biết nó có ảnh hưởng gì qua thần kinh không. Rồi sợ gì về nó đánh đập nhỏ này rồi sao mình biết được đâu mà mình tìm. Rồi mình sao mà mình có lại gần đâu mà mình biết. Dạ. Rồi chị với anh ấy thôi không ấy rồi từ chối luôn. Dạ. Mà với lại em Trang cũng không có nói được nữa, thành ra là có chuyện gì đó thì cũng cũng đâu có biết sao ha. Có gì khó đâu, điện gì mình nó đâu mép qua gì được đâu à. Không vậy như chứ hồi lúc mà bên chồng trước nó đó nghe là này kia nó là nó biết điện về chị liền nó bấm điện rồi nó kêu cha nó lên nước nó về. Điện nó kêu một cái tiếng chứ gì thôi chứ đâu biết cái vụ gì. Dạ, nhưng mà người chồng trước của Trang là có cách xa đây không chị? Ở trên Phong Điền nè. Phong Điền, Cần Thơ. Phong Điền, Cần Thơ mình bà, bà. Ở thì cũng gần. Ở cũng gần gần ở mà đây đây. Đi qua đây này. Đây à mà lại đưa cho nó ra này dưới đây cho nó có thứ tiền cho con á, lấy lại luôn cho thứ tư rồi nó nói luôn. Nó mua nó. Hả? Mua là bè. 15.000. Ok, 15.000 ha. Nhưng mà bây giờ trường hợp như em đưa dư rồi có biết thôi không? Biết chứ. Biết luôn hả? Tìm cái cả lắm à. Hay. Đây. Anh gửi cho em nha. À. Cảm ơn. Nói đàng hoàng. Cảm ơn anh Thành Nguyên. Dạ. Rồi thì hôm nay Thành Nguyên cũng được chị Hồng giới thiệu qua bên nhà anh Vũ thăm hoàn cảnh bên đó thì thấy chị bảo là nhà cũng gần cho nên là đi qua đây thăm hỏi sức khỏe anh chị với sức khỏe của Trang rồi hỏi xem tình hình mấy lâu nay kết nối với em Trang như thế nào. Thì hôm nay qua thì Thành Nguyên cũng được biết thêm một số cũng tình tiết cũng khá là bất ngờ. Nhà cũng có một số mối cũng đến để mà muốn đến kết nối với em Trang nhưng mà chị thấy cũng chưa phù hợp hay chị ha. Cho nên là cũng hiện tại là em Trang cũng chưa có ai đến thời điểm bây giờ nha quý vị nha. Anh chị thì là mong muốn người con rể của mình thì nó gần đây để đi qua thăm nom con cái cho nó dễ. Nhưng mà ở Sài Gòn thì hơi xa, đi tách trở. Dạ, cũng ấy. Đi cũng như mỗi lần về là tống hai đứa, mỗi lần về tống hai đứa vậy không? Dạ. Rồi xe ôm tới chở mình ra rồi. Thôi, chào Trang nha. Chúc sức khỏe nha. Bắt tay nè. Dạ. Rồi em chào anh nha. Dạ, dạ. Rồi chị gửi. Vậy hai đứa ra xe luôn đi, nó không có xe. Dạ. Rồi nó đưa hai đứa ra xe rồi. Rồi xe chị gửi tiền xe đó rồi cưng ra là cưng lấy xe là về đó. Dạ, rồi gì là về khỏe nha. Đi đi tới thăm anh chị mà đang được quà đưa về nữa này. Bánh trái rất là ngon. rồi em chào chị nha. Chào Trang nha. Khi nào có duyên thì gặp nữa. Dạ. À, sau khi mà đến chỗ nhà của em Trang xong đó quý vị ạ, thì bây giờ hai vợ chồng Thành Nguyên đi ra lấy xe. Thành quả của chiều ngày hôm nay đây. Hôm nay bé Trang. Cảm ơn Trang nha, cảm ơn Trang nha. Cái bộ móng tay quá đẹp. Đi ra ngoài sáng quý vị nhìn rõ hơn không? Không. Xanh đỏ tím vàng. Rồi bây giờ rồi, okay. Rồi vậy chúc ăn bà về khỏe. Rồi, em về nha.